Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa thượng Thích Trí Tuệ và từ tiểu bang và Di Nhà. Kính thưa thượng tọa Thích Giai Ngộ, chủ trì chùa Đại Bi. Kính thưa thượng tọa Thích Pháp Lạc từ Denver. Kính thưa gia đình, thân quyến, các bạn bè, bằng hữu. Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn đại diện cho chùa Đại Bi, các anh em Phật tử trong chùa Đại Bi. Cảm ơn gia đình đã tạo cho chúng tôi cái giây phút cuối cùng này, nhưng mà rất là quý báu. Theo thời giờ là hiện giờ chúng tôi chỉ còn được 50 phút là gần gũi với anh Sáu. Xin lỗi, đây chúng tôi gọi anh Sáu rất là thân mật, rất là dễ thương. Cho nên chúng tôi có một cái chương trình là tâm sự với anh, để gần gũi với anh, chụp hình với anh và nâng chén rượu cuối cùng đến anh. Xin mời tất cả các anh em cùng lên đây, chúng ta quay quần bên linh cữu của anh Sáu. Chúng tôi xin đại diện cho các anh em bằng hữu của anh Sáu, xin gửi lời thành kính phân ưu chia buồn. Sự ra đi của anh Sáu là một mất mát rất là to lớn đối với chùa, đối với anh em chúng tôi. Không biết nói gì hơn là tranh thủ cái thời gian quý báu này, chúng tôi sẽ có ba anh em đại diện cho gia đình Đại Bi phát biểu cảm tưởng của mình với anh Sáu. Xin trân trọng kính mời anh Hoàng. Lời đầu tiên em xin chia buồn chị Sáu cùng tất cả gia đình, cầu cho khi hương linh của anh Sáu về bên kia thế giới được an vui. Vâng, còn emotion không có gì hết, có một vài cái cảm nghĩ về anh Sáu đối với con, với tất cả anh em ở đây. Từ buổi những cái buổi đầu tiên mà chúng con xây chùa làm công quả, thì anh Sáu là một những người đã giúp đỡ làm công quả từ lúc kéo dây điện cho tới làm những hàng rào để bên kia đường đỡ cho người ta khỏi lấy đồ, rồi làm nhà bếp, rồi từ làm những cái chuyện mà tất cả những quý cô quý bác biết, là làm những cái trái để mà chắn khỏi mưa nắng ở sau. Đó là những công quả của thành quả của anh Sáu làm. Cái project, cái công đức cuối cùng của anh Sáu là làm dàn thiên lý. Thì thầy có nói với quý anh em là đây là chắc cái công đức cuối cùng của anh Sáu đó anh em, mà thì ai cũng rất là cảm động, không biết nói gì hết. Thì cái dàn thiên lý đó là một tay của anh Sáu đã tạo dựng và chỉ đạo với anh em làm rất là
Thì con không biết gì hết. Em thực sự là rất là cảm động. Anh Sáu một người rất là xứng đáng để mà quý thầy, quý anh em cảm mến và cầu cho cái hương linh của anh Sáu về cái nơi an lạc với Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, yeah. Xin mời anh Hoàng. Anh Hoàng, em cũng ở chùa, là Phật tử chùa Đại Bi. Chỉ mới biết anh Sáu cũng không lâu lắm, nhưng mà cái tình cảm dành cho anh Sáu, em rất là trân trọng cái tình cảm của anh và dành cho anh em, dành cho chùa, dành cho rất là mọi người. Cái buổi sáng này á, chỉ em bước ra xe, cái tình cờ mở cửa xe dòm ra, em thấy cái bông ở trước nhà, bông cúc nữa trước nhà em á, tự nhiên nó nở thấy đẹp lắm, mà lá nó héo hết trơn rồi. Em mới nghĩ là giữa cái mùa đông này á, cái mùa thu đã qua rồi á, cây cối lá nó rụng hết rồi, mà tại sao lại có cái mấy cái bông nó đẹp như vậy. Em mới chợt nhớ, em mới nghĩ tới người bạn mình là anh Sáu đó, có lẽ anh cũng là cái bông mà em nghĩ tới nè, rất là đẹp giữa cái mùa đông giá lạnh này mà nở bông đẹp như vậy. Thì sống ở đất Mỹ này cũng vậy, hiếm lắm, hiếm có những người nào mà tốt giống như anh lắm. Cho nên em mới nghĩ là chiều nay mình hái một chút bông để mà mình dẫn cho ảnh, để đưa cho ảnh về nơi cái tình cảnh mà hy vọng là chỗ đó anh sẽ được bình yên. Em gửi anh cái bông này với anh đó. Em biết thì cũng rất là nhiều, nhưng chắc là em nghĩ em nói ngang đó là cũng đủ những gì em đã đến cho anh đó. Em tin là anh sẽ nghe những lời chia sẻ của em, mà tất cả mọi người cũng muốn nói với anh đó. Em thì anh cũng có nghe chị Sáu nói anh là rất là mít ướt, anh cũng hay khóc lắm. Cho nên em nghĩ em cũng mạnh dạn lên đây nói, mà em cố lắm, em cũng dằn cố là mình không có khóc để cho anh được vui, để mà những giờ phút cuối của anh sẽ ra đi được bình an. Mong là anh thấy được đời là vô thường này, sinh lão bệnh tật là chuyện quy luật của cuộc sống, quy luật của con người đây. Cho nên mong là chị Sáu trong giai đoạn này chị sẽ vượt qua được những cái khó khăn này nhất, mà em nghĩ khó mà cầm lòng được. Hay chú cũng nói tới hai cháu cũng gì nữa, như là cháu Khánh Như á, hôm trước chú ra có nói chuyện với cháu một tiếng đồng hồ á, chú có hỏi cháu là mong là trong giai đoạn này á, người mà cần cháu nhất đó là mẹ cháu đó. Thì cháu cũng có dạ nói là sẽ cố gắng để mà giúp mẹ, để mà giữ cho mẹ được cái tâm thanh thản, được vững trong cái giai đoạn mà ba đã đi này. Cho nên anh Như chính là người mà làm gương cho em mình. Hai chị em cố gắng đùm bọc và che chở cho mẹ mình. Thôi thì còn cái đoạn cuối em nghĩ là em chỉ mong là chị hát một đoạn nãy con cho nói
Dũng để em có hát một khúc nhỏ mà nhiều bạn và mấy anh chị Sa hát, những bài hát mà anh Sáu anh rất là thích, mà em chỉ hát cái bài nhỏ, một đoạn nhỏ này để gửi đến anh, chia buồn cùng gia đình, mong anh ra đi được bình an và về bên kia được tỉnh, về nơi tình cảnh. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì đừng toán tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ai đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân anh. Để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân anh. Để cuối cùng là anh Huy. Hôm nay con cũng có vài lời chia buồn cùng Tiến với lại hai em, cùng các cô chú của chú Sáu, anh chị em của chú Sáu. Con là cùng mới cùng với mấy anh em là có duyên làm việc chung với chú Sáu, cùng sinh hoạt chung với chú Sáu, nhưng mà chỉ có mình con kêu là chú thôi. Mấy anh em lúc ban đầu cũng kêu chú, nhưng mà chú nói thì chú coi thằng Huy như là con cháu trong nhà. Nó kêu chú là đúng rồi, còn mấy anh không cần tôi kêu tôi bằng chú. Thì những năm qua con chứng thực được cái lời của chú là chú thực sự gọi con là con cháu trong nhà. Con với chú với mấy anh là sinh hoạt người cùng làm công quả ở chùa, xây dựng chùa thì cũng có những lúc khó khăn, cùng lo nỗi lo với thầy, rồi những vấn đề được giải quyết thì cùng vỡ òa sung sướng chia sẻ cùng với thầy. Rồi những kỷ niệm đi xa cùng với nhau thì rất là nhiều, nhưng mà thôi con cũng nói một điều là chú không phải là người giàu tiền giàu bạc, nhưng mà chú là người rất giàu tình cảm. Trong khi trong đó là mấy anh em trong group là cũng cảm nhận được cái điều đó, chứ không phải là riêng mình con. Thôi thì lời cuối, con cầu mong Tiến giữ gìn sức khỏe để lo cho hai em, mà hai em cũng vậy, cũng lo cho mẹ. Rồi thôi thì con cũng cầu xin chư Phật tiếp dẫn hương linh chú về nơi cực lạc. Rồi con xin xin hết. Rất là cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ những lời tâm sự với các anh em chúng tôi. Lúc sinh tiền, anh Sáu là một người rất là say mê âm nhạc. Anh Sáu có cả một cái dàn nhạc riêng của anh Sáu, và anh Sáu hát cũng rất là hay. Giọng ca truyền cảm trầm ấm của anh Sáu nói lên được hết tất cả cái tính cách của anh. Như quý vị đã biết, ở trên thế gian này không có bao nhiêu người Việt Nam mà khi nằm xuống, một ông cha nhà thờ và con chiên để đến để tưởng niệm, dành một buổi lễ hẳn hoi để tưởng niệm cái công lao, cái công đức của anh Sáu đóng góp cho nhà thờ, đóng góp cho con chiên,
Và hôm nay chúng ta tập trung đông đủ ở đây, chúng ta là những người Phật giáo, một hòa thượng, hai thượng tọa đã đến để mà đọc kinh cầu siêu cho anh Sáu, thì đã nói lên được tất cả những gì mà quý báu nhất, tốt đẹp nhất của anh Sáu. Mong chị Sáu lấy đó để mà làm niềm tự hào, là mình có một người chồng rất là xứng đáng. Một lần nữa chúng tôi xin nghiêng mình kính cẩn kính chào anh Sáu. Nhắc một lần nữa là lúc sinh tiền anh Sáu rất là thích hát, mà mình là người là xét nhạc cho anh Sáu. Anh Sáu rất là thích hát ba bài hát này, mà cứ mỗi lần chương trình ca nhạc là anh Sáu, mình để cho anh Sáu hát đầu tiên, tại vì anh Sáu hát rất hay. Mình không để cho Hoàng hát được, tại Hoàng nãy nó hát dở quá, cho nên phải để cho anh Sáu hát đầu tiên thì mới có lô kéo khách được. Anh Sáu hát ba bài. Bài thứ nhất, xin lỗi, đây là anh Sáu là rất là thích nhạc bolero. Anh Sáu hát bài Về đâu mái tóc người thương, Đất mộ cuộc tình, và bài cuối cùng là Lại nhớ người yêu. Hôm nay để làm sống lại cái hình ảnh đó, tụi em mong anh Sáu hát chung với tụi em. Nhưng mà anh Sáu đừng lên tiếng nha, lên tiếng nha em cũng sợ đó. Em xin giới thiệu với anh Sáu. Ngày xưa anh Sáu đã nói với em là trong đám này là cái người hát Đất mộ cuộc tình là ông hai hát hay bằng Dũng Cây Là, cho nên em mới trả cho anh Dũng Cây Là 100 tối nay để hát cho anh Sáu nghe. Mà anh Dũng đến đòi 200, cho nên Quy nó hụt em 100, mà anh Dũng